1 Nguyễn Thị Bích Ngọc, số 7 Hờ Mi E Ban, số 9 Nguyễn Thị Ánh Trinh, số 12 Hờ Mi E Ban, số 13 Nguyễn Thị Minh, số 14 Phạm Hà Lan, libero số 4 Nguyễn Thị Phước. Huấn luyện viên trưởng ông Đỗ Đức Đoàn. Đội hình ra sân Kasuko Ban, số 2 Lý Thị Kiều, số 3 Trương Tú Huỳnh, số 4 Nguyễn Thị Cẩm Nhung, số 5 Nguyễn Bé Thi, số 8 Trần Quỳnh Anh, số 12 Trang Thúy Dung, libero số 7 Đào Thị Quyên. Huấn luyện viên trưởng ông Phạm Văn Tài. Xin mời quý đại biểu, quý khán giả cùng theo dõi trận đấu trong khuôn khổ bảng E giữa hai đội nữ Kasuko Hậu Giang và nữ Dakruko Đắk Lắk. Trong trận đấu này, đội nữ Kasuko Hậu Giang sẽ ở góc bên phải màn hình nhỏ của quý khán giả và đội nữ Dakruko Đắk Lắk sẽ ở phía bên trái màn hình của quý khán giả. Đội nữ Kasuko Hậu Giang giao bóng. Chúng ta có thể thấy là trong những giây phút đầu tiên, hai đội của chúng ta tỏ ra rất là năng động trong các pha bóng của mình. Điểm đầu tiên cho đội Kasuko Hậu Giang. Đội Kasuko Hậu Giang đã giành quyền giao bóng. Vận động viên Trang Tú Dung giao bóng. Hai con cho đội Kasuko Hậu Giang, quả là một quả bóng rất là may cho đội Kasuko Hậu Giang. Vận động viên Tú Dung tiếp tục giao bóng. Pha bóng hiểm vừa rồi cũng không làm khó được đội nữ Dakruko Đắk Lắk. Lần này thì điểm đã thuộc về đội nữ Dakruko Đắk Lắk và đây cũng là điểm đầu tiên của đội nữ Dakruko Đắk Lắk. Và tỷ số hiện tại là 1-2. Vận động viên Bích Ngọc giao bóng. Lần này thì điểm đã thuộc về đội Kasuko Hậu Giang 3-1. Và điểm vừa rồi do vận động viên Bé Thị đã ghi cho đội Kasuko Hậu Giang. Và chúng ta đang được chứng kiến những pha bóng rất là đẹp mắt đến từ hai đội. Chào mừng tốt điểm cho Dakruko Đắk Lắk. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin được giới thiệu lại là tham dự giải bóng chuyền trẻ toàn quốc năm 2013 năm nay có 29 đội bóng chuyền trẻ trong cả nước, trong đó có 14 đội nam và 15 đội nữ. 14 đội nam bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thể công Binh đoàn 15, Quân đoàn 4, Vĩnh Long, Bình Dương, Long An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng, Ninh Bình, Sana Khánh Hòa và Bến Tre. Và quý khán giả thân mến, thì hiện tại điểm số của chúng ta đã được ngang bằng 3 đều. Chuyền giao bóng đã thuộc về đội Dakruko Đắk Lắk.
Phát bóng tốt điểm cho Dakuko Đắk Lắk 4-3. Và chúng ta cũng có thể nhận thấy là hiện tại thì không khí các cổ động viên của chúng ta cũng rất là sôi nổi để cổ vũ cho hai đội. Tiếp tục phát bóng là vận động viên Thụy Trinh của đội Dakuko Đắk Lắk. Với nỗ lực cứu bóng vừa rồi của đội Dakuko Hậu Giang cũng đã không ghi được điểm, và 5-3 là điểm số thuộc về đội Dakuko Đắk Lắk hiện giờ. Và chúng ta có thể thấy là hai đội của chúng ta chiến đấu rất là ngang tài ngang sức và một không khí cũng rất là sôi nổi. Quyền phát bóng đã thuộc về Dakuko Hậu Giang và vận động viên Quỳnh Anh đang phát bóng. Mất bước một không tốt, điểm thuộc về đội Dakuko Hậu Giang. Chân bóng tốt, điểm tiếp tục thuộc về đội Dakuko Hậu Giang. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu thêm 15 đội nữ của chúng ta gồm đương kim vô địch giải năm 2012 VTV Bình Điền Long An, Á quân Thông tin Liên Việt Postbank, quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Dakuko Đắk Lắk, Hưng Yên, Tiến Long Thanh Hóa, Hải Dương, Phòng Không Không Quân, Vĩnh Phúc, Vietsodeco, Vĩnh Long Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và đội chủ nhà Hậu Giang. Ngay lúc này đây điểm số đã thuộc về đội Dakuko Hậu Giang và cách 2 điểm và đội Dakuko Đắk Lắk ghi được 5 điểm. Quỳnh Anh tiếp tục giao bóng. Phát bóng tốt, đập bóng tốt, điểm cho đội Dakuko Hậu Giang 8-5. Đội Dakuko xin tạm dừng trận đấu lần thứ nhất để hội ý phần kỹ thuật. Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi trận đấu giữa đội Dakuko Hậu Giang và đội Dakuko Đắk Lắk. Tỷ số đang là 8-5 nghiêng về đội Dakuko Hậu Giang. Quỳnh Anh giao bóng. Tình huống có điểm cho Dakuko Đắk Lắk. Điểm cho Dakuko Hậu Giang. Lần này thì đội Dakuko Hậu Giang đã giành được quyền giao bóng và vận động viên Cẩm Nhung phát bóng. Đội Dakuko Hậu Giang rất là nỗ lực cứu bóng. Đã bóng tốt, điểm cho liên tục tiếp tục thuộc về Dakuko Đắk Lắk. Ừ.
Lần này thì đội Casuco đỡ bóng hỏng là điểm liên tục thuộc về đội Casuco Đắk Lắk 8-9. Chắn bóng tốt. Và lần này tỷ số đã được san bằng 9 đều. Vận động viên Thị Lan của đội Casuco Đắk Lắk phát bóng. Chúng ta có thể thấy là hiện nay thì không khí thi đấu giữa hai đội rất là sôi nổi. Và hai đội bám sát nhau về điểm số và cũng tỏ ra thi đấu rất là quyết liệt trên sân đấu hiện giờ. Nhưng một pha bỏ nhỏ cũng không thể làm khó được đội Casuco Đắk Lắk. Phát bóng ngoài, điểm cho Casuco Đắk Lắk. Lần này thì Casuco Đắk Lắk đã phát bóng ngoài. Quyền phát bóng đã thuộc về Casuco Hậu Giang. Lần này vận động viên Thị Kiều đã phát bóng. Đỡ bóng hỏng. Điểm tiếp tục thuộc về Casuco Hậu Giang. Chúng ta có thể thấy là hiện ngay những phút đầu tiên của trận đấu thứ nhất thì thể lực của hai đội tỏ ra hai đội chúng ta rất là ngang tài với nhau và cũng cố gắng ghi điểm cho đội mình. Và ngay bây giờ thì Thị Kiều tiếp tục phát bóng cho đội Casuco Hậu Giang. Và cú đập bóng tốt vừa rồi đã ghi điểm cho đội Casuco Hậu Giang để san bằng tỷ số 11-11. Phát bóng hỏng. Lần này thì Casuco Hậu Giang giành quyền phát bóng. Thưa quý khán giả, điều lệ giải thi đấu bóng chuyền trẻ năm 2013 chúng tôi xin được thông tin đó là nam dưới 20 tuổi, tức là sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1994 trở lại đây. Và nữ thì dưới 19 tuổi, tức là sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở lại đây. Trong nỗ lực cứu bóng vừa rồi thì điểm đã thuộc về đội Casuco Đắk Lắk. Và tỷ số hiện giờ thì chúng ta có thể thấy là 12 đều. Vận động viên Hermia Eban đã phát bóng cho đội Casuco Đắk Lắk. Đội bóng ngoài. Tiếp tục vận động viên Hermia Eban phát bóng. Một pha bỏ nhỏ cũng không thể làm khó được đội Casuco và đội Casuco đã nỗ lực cứu bóng. Đội Casuco Hậu Giang liên tục tấn công. Và đội Casuco Đắk Lắk đã đánh bóng hai chuyền cho nên là điểm đã thuộc về đội Casuco Hậu Giang. Và hiện tại thì tỷ số đang là 13 đều. Điểm Casuco Đắk Lắk 14-13. Tú Dung đội Casuco Hậu Giang đã phát bóng ngoài, lần này thì điểm đã thuộc về Casuco Đắk Lắk. Bích Ngọc đã phát bóng cho đội Casuco Đắk Lắk. Đội Casuco đã chuyền bóng hỏng mang về điểm số cho đội Casuco Đắk Lắk.
Thưa quý khán giả, giải bóng chuyền trẻ năm 2013 với mục qua đó thì sẽ rèn luyện, bồi dưỡng tài năng trẻ cũng như là tuyển chọn vận động viên trẻ xuất sắc tập trung cho đội tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải trẻ quốc tế. Liên tục cứu bóng và tấn công, đội Dakuko Đắk Lắk đã rất là nỗ lực trong pha bóng vừa rồi. Cú chắn bóng tốt của đội Kasuko Giang đã làm khó cho đội Dakuko Đắk Lắk và đội vẫn cố gắng. Và những cố gắng cũng đã không thành công và đã mang về điểm cho Kasuko Hậu Giang. Đánh bóng không sang lưới đã nâng điểm số 15 đều cho hai đội. Bé Thị tiếp tục phát bóng cho đội Kasuko Hậu Giang. Mời quý khán giả cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Và lần này thì trong nỗ lực tấn công của Dakuko Đắk Lắk đã ghi lại điểm số cho đội Dakuko Đắk Lắk khi mà quả bóng vừa rồi đội Kasuko đã chắn bóng hỏng. Thị Trinh phát bóng cho Dakuko Đắk Lắk. Phát bóng ngoài điểm cho Kasuko Hậu Giang. Lần này Quỳnh Anh sẽ phát bóng cho đội Kasuko Hậu Giang. Đập bóng tốt. Dakuko Đắk Lắk ghi điểm. Chúng ta có thể thấy là điểm số của hai đội rất là xích sao với nhau. Pha bóng vừa rồi do Hồ Quyên Eban phát bóng cho đội Dakuko Đắk Lắk. Đánh bóng ngoài, điểm liên tục tiếp tục cho Dakuko Đắk Lắk. Đội Kasuko Hậu Giang xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Mời xin mời quý khán giả cùng xem lại các trận đấu, các quả bóng mà đẹp mắt của hai đội trong trận đấu đầu tiên này. Có thể thấy là dù chỉ cách 2 điểm nhưng hai đội của chúng ta rất là cố gắng và thể trạng bám sát nhau trong từng điểm, trong từng pha bóng. Thời Winneban đội Dakuko Đắk Lắk tiếp tục phát bóng. Dân mò pha đánh bóng tốt vừa rồi cũng đã mang về một điểm cho đội Dakuko Đắk Lắk. Hiện tại là điểm số đang là 19-16. Hồng Quy Nê Ban liên tục phát bóng và lần này là một pha phát bóng ngoài điểm cho Kasuko Hậu Giang. Có lẽ pha bóng vừa rồi của Cẩm Nhung cũng đã gây ít khó khăn cho đội Dakuko Đắk Lắk. Thank you.
Điểm lần này đánh bóng không trang lưới, điểm tiếp tục cho Dakuko Đắk Lắk. Thì hiện tại tỷ số đang là 20-17 nhìn về Dakuko Đắk Lắk. Kasuko Hậu Giang đã ghi được một điểm trong pha đánh bóng tốt vừa rồi. Hiện tại thì tỷ số đang là 18-20. Thì kiều của đội Kasuko Hậu Giang phát bóng. Phát bóng không xa sang lưới của thì kiều đã mang về điểm cho Dakuko Đắk Lắk. Hiện tại thì tỷ số đang là 21-18. Lần này với pha bóng tốt vừa rồi, Kasuko Hậu Giang đã giành được một điểm, nâng tỷ số là 19-21. Dân pha đập bóng tốt vừa rồi cũng đã mang về điểm cho Dakuko Đắk Lắk. Có thể thấy là đội Kasuko Hậu Giang cũng đã rất nỗ lực cứu bóng trong pha bóng vừa rồi. Tuy nhiên thì cũng đã không thành công và điểm số lại tiếp tục thuộc về Dakuko Đắk Lắk. Hermia Eban của đội Dakuko Đắk Lắk đã phát bóng. Và pha đỡ bóng hỏng vừa rồi lại liên tục ghi điểm cho Dakuko Đắk Lắk. Tỷ số là 23-19. Trận đấu lại tiếp tục tạm dừng. Lần này thì điểm số chúng ta có thể thấy là cách cũng là khá xa, là 4 điểm. Hiện tại thì tỷ số đang là 23-19 nghiêng về cho đội Dakuko Đắk Lắk. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi lại những pha bóng vừa rồi. Đội Dakuko Đắk Lắk giành quyền phát bóng và đội Hoàng Eban là người phát bóng cho đội Dakuko Đắk Lắk. Đội Dakuko Đắk Lắk liên tục tấn công. Và pha đập bóng tốt vừa rồi đã mang về một điểm nữa cho Dakuko Đắk Lắk, nâng điểm số lên 24-19. Và pha phát bóng tốt vừa rồi cũng đã mang lại điểm thắng cho